nghe đẹp trai nhất. Bạn. Ô, cô Nam kìa. Hả? Ừ, kênh người ta là cái số kim. Có ý ẩn, đẹp trai nhưng mà chỉ là hình cấu thôi. Ô, Yanami trong Death Note kìa. Bên ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong lại mát lắm. Mà nào mà trong One Punch Man kìa. Đẹp trai nhưng mà cũng giống như kia mà. Ô, Denji trong Chainsaw Man kìa. Pet Boy đấy. Cái gì? Bad Boy á? Ừ, là Pet Boy. Yêu động vật cơ. Đẹp trai ấy. Nani? Ah!